phải kiểm soát tầm nhìn ở đường sông cực kỳ tốt để những tình huống Lee Sin và Aurelian Son tẻ ra hai cánh để đánh sau lưng của bạn là rất dễ xảy ra từ bên phía Flash Wolf. Như vậy thì yêu cầu dành cho bên phía của Plunk là cực kỳ lớn trong khoảng thời gian đầu. Không phải là tấn công, không phải là outfarm đối phương, mà phải là có được một tình huống về nhà sớm, có được lượng mắt sớm để có thể kiểm soát tầm nhìn cho SKT. Tuy nhiên với vấn đề của Plunk, nghĩa là anh ta sẽ giúp hỗ trợ ông đội trong những tình huống phản công. Và thông thường tôi thấy Plunk cái điểm thi đấu của anh ta chính là thích lên khu vườn trên và ra khu vườn giữa, sẽ không thường xuyên xuống khu vườn giữa cho lắm. Và thật ra với Sivir và Kama và thêm cái là Olaf thì bạn chẳng cách nào để giữ chân đối phương là được cả, nên chỉ có thể là ra để có thể hỗ trợ tầm nhìn. Còn lên khu vườn trên có lao điện làm chậm. SKT Flash Wolf, trận đấu cuối cùng của lượt đi đối với cả SKT lẫn Flash Wolf chính thức bắt đầu. Plunk quyết định sử dụng trang phục mới nhất của Olaf, mới vừa ra mắt cái bộ trang phục thiên về ẩm thực ở dành cho nhóm Olaf, Luna rồi. Olaf nướng bánh thì phải. Không, đây là Olaf chặt thịt, nướng bánh, đúng không? À không, đúng rồi, Olaf nướng bánh. Chặt thịt là... Ủa không, đây là Olaf chặt thịt. Nướng bánh là Pantheon, Pantheon là nướng bánh, Olaf chặt thịt. Luna barbecue và Akali là đầu bếp sushi. Thì trở lại với trận đấu. Vấn đề như chúng ta đã nói, lúc nào cũng vậy mà thôi, với đội hình đẩy lên cao, bạn sẽ phải kiểm soát tầm nhìn để tránh việc bị đối phương tạt cánh, đặc biệt là với Lee Sin và Aurelion Son. Nhưng mà cắm mắt cũng rất khó nha. Với Aurelion Son thì cắm mắt dễ, bạn cắm mắt ở hai cái bụi cỏ hai bên cánh là tạm ổn rồi, đường sông. Nhưng với Lee Sin thì cái khả năng găng khá là đột biến, khả năng cắm mắt nhảy qua tường của Lee Sin cũng khá là cao. Do đó để kiểm soát được Lee Sin thì ví dụ như ở khu vực đường dưới, bạn sẽ phải bắt buộc có một con mắt ở cái bụi cỏ phía bên ngay bờ sông là một. Thứ hai là một con mắt ở phía bụi cỏ chặt ba của mình cũng sẽ phải bắt buộc có mắt để tránh việc Lee Sin đi xuống hang rồng, nhảy lên khu bờ tường hang rồng và đi vòng bụi cỏ chặt ba, yêu cầu rất nhiều mắt ở khu vực đường dưới nếu như bạn muốn phòng ngự đối với Lee Sin tấn công hiệu quả. Còn để coi sự khởi đầu từ Plunk, anh ta không di chuyển ra cốc và anh ta nhờ đúc cho hỗ trợ đó luôn là cả mùa xanh đầu tiên, cũng hợp lý mà thôi khi mà xuống phun lửa giúp cho anh ta khả năng dọn dẹp lính dễ dàng hơn. Còn phía dưới này với cấp độ 1, chắc chắn rằng Plunk và thêm Bang và Wolf sẽ đẩy nhanh hơn rất nhiều so với NL. Và vấn đề là NL sẽ phải nâng chiều gì trước. Thông thường bạn muốn an toàn và thể nâng trước đó là 7 giọt đồ để thể cầm đầy đặt ra. Nhưng với đối đầu với Sivir, thật ra khi mà có cái khiên trắng phép như vậy, bạn đặt 7 chẳng khác nào giúp cho đối phương có sẵn một lượng năng lượng cả. Và đó lúc đó chính là cái bắn xuyên táo cũng giúp cho Bang có khả năng có năng lượng, nên rất khó dành cho NL, chỉ có thể dùng những phát đánh thường của mình. Và khi dùng phát đánh thường như vậy thì gần như không thể nào đẩy so sánh với lại Bang được cả. Và chúng ta thấy Maple khởi đầu rất tốt với Aurelion Son. Nó khác với lại Hu Hi một chút xíu. Hồi nãy là anh ta có được cái yếu tố bất ngờ để đảo đường sớm. Bây giờ thì Maple mặc dù đánh rất tốt, đẩy lính đợt đầu tiên nhanh, đi vào cướp một con chim biến dị nhỏ lên cấp 2 rất sớm để ép đường Faker. Nhưng bởi vì bạn không thể nào dùng một cái bài trong hai trận liên tiếp cùng với một vị tướng được, cho nên anh ta cũng không thể đảo xuống khu vực đường dưới, mà cũng chỉ tiếp tục ở lại đường giữa để giữ chỉ số lính mà thôi. Nhưng hiện tại Faker đã lên cấp 2, cái sức dùng ép đến từ Maple cũng sẽ giảm đi khá nhiều. Và em có thấy rất thông thường những cách chơi từ Wolf và Bang khi mà cả hai cùng đẩy cao như vậy. Con mắt được cắm trước bùa xanh của Kasa phát hiện phần đó. Nhưng Kasa với Lee Sin đã sẵn sàng nhường bùa xanh cho Maple khu vườn giữa để khả năng kiểm soát tốt Faker và giúp cho anh ta an toàn hơn. Với khả năng dùng cái vòng sao tốn năng lượng thì trong khoảng thời gian đầu chỉ cần có được lượng năng lượng liên tục đẩy lui Cassiopeia lui về thì bạn sẽ không gặp những trở ngại khi mà Cassiopeia khả năng dùng tới tầm xa để kéo máu và gặp nguy hiểm cho Maple. Còn Plunk, như thông thường, ta biết rằng đối phương đang ăn bùa xanh thì ta di chuyển lên nửa trên của bản đồ, kiểm soát phần đó tầm nhìn khi mà đốt đang đẩy rất cao như vậy. Những dự đoán đã xuất hiện ra khi mà đường trên và cả đường dưới đều đẩy, nhưng Plunk đang muốn phản công ở nửa trên bản đồ. Việc tấn công ở ngay thời điểm này cũng chưa thật sự là có thể chắc chắn cũ lắm. Thì cái lợi thế của SKT trong tình huống vừa rồi là họ biết vị trí của Kasa, họ đoán được hướng di chuyển của Kasa, họ qua, họ cướp được một vài quái rừng trong tay của Kasa. Thì cái điều vừa rồi mà Plunk làm không có gì đặc biệt cả. Vừa rồi khi mà có mắt ở bùa xanh, SKT biết hướng di chuyển Kasa và họ canh được cái thời gian. Khi bạn biết hướng di chuyển của đối phương, bạn sẽ canh được cái thời điểm cái bãi quái rừng vừa rồi ở khu vực nửa trên bản đồ hồi lại và Plunk có mặt trước ở đó, giữ sẵn trừng phạt để có thể cướp được rất dễ dàng. Thì SKT đánh bài bản trong tình huống xử lý tầm nhìn ở phút thứ 3 vừa rồi. Và khi mà cắm được con mắt đó thì ra Wolf Bang cũng chẳng việc gì phải sợ cả, khi mà đối phương là Alista cộng với lại Kali thì nếu mà có hướng di chuyển của Kasa xuống khu vực đường dưới, công việc chỉ cần lui về một tí và có thể chơi khu vực trên
phá hoàn toàn rừng của đối phương khi Blanc di chuyển vào. Thậm chí vừa rồi Blanc vẫn rất may mắn khi mà anh ta, đối phương đã có cú sóng âm vô ấn cước lao vào trừng phạt từ ca xa nhưng vẫn không thể nào giữ lại con người đá. Và bây giờ Blanc, công việc của anh ta là chỉ cố gắng có thật nhiều chữ lính, vì những con mắt cầm hãy nhìn SKT họ kiểm soát được hết tất cả mọi hướng di chuyển từ ca xa nếu trên bản đồ không còn quái rừng. Mắt được cầm đến từ Faker bên phải để có thể hướng di chuyển vào sau lưng của mình tấn công. Mắt ở bên trái đến từ cặp đôi đường dưới cầm ở cây bụi. Nghe tất cả mọi đường di chuyển mà Kasa có khả năng xuống cùng đường dưới thì anh ta đã bị dập tắt hoàn toàn. Vấn đề là chúng ta sẽ phải chờ đợi là lần về nhà đầu tiên của hai người đi rừng, trang bị họ mua là gì để có thể giành được quyền chủ động trong những phút tiếp theo về mặt cuộc chiến tầm nhìn. Thì chúng ta thấy đầu tiên rừng thì chưa thấy, nhưng mà đường giữa thì đã thấy rồi. Pebble về nhà lần đầu tiên, trang bị của anh ta có một con mắt tím, quyết tâm kiểm soát được tầm nhìn xung quanh khu vực đường giữa. Đây là vấn đề then chốt đối với một người chơi Aurelion Sol. Bạn cần phải xóa tầm nhìn của đối phương ở khu vực đường giữa để tạo điều kiện cho những pha roam của mình. Còn bây giờ thì Kasa quyết định tổ chức một pha găng thẳng từ đường ra với khả năng tiếp cận tốt của Lee Sin. Alistar sọ gạt tiến lên tốc biển hất Wurf về. Hồi mẫu được dùng khá sớm. Wurf đang bị một tình huống, anh ta buộc phải tốc biển để thoát đi. Và SKT thoát được nhưng phép hỗ trợ họ mất tới 3. Mất 3 phép hỗ trợ khi mà phải bị hất tung ngược về như vậy. Nhưng vấn đề là Wurf anh ta cũng rất bình tĩnh khi mà đã kiệt sức ngay tức được NL, lượng sát thương lớn nhất vào thời điểm này. Thêm cả việc đó là họ mẫu sớm đến từ bang giúp tôi điều chuyển được gia tăng của Wurf, và khi mà anh ta có thể thoát về là trang phép. Bây giờ đây công việc của Blanc, anh ta không phải là tấn công vì Olaf mất cấp độ 5, thật ra bạn rất khó để thể làm bất kỳ điều gì đó. Nên bây giờ di chuyển ở rừng đối phương có nơi tại của bãi chim biến dị, cướp hoàn toàn những cánh rừng như vậy thì khi mà Lee Sin không có những điểm hạ gục, gần như rất khó cho Lee Sin có khả năng tạo ảnh hưởng về sau. Rõ ràng là như vậy. Cho tới thời điểm hiện tại Blanc vẫn đánh một cách rất cơ bản. Tôi nghĩ là ở, để xem tình huống này là Maple di chuyển ra, Blanc ở đó anh ta quăng quy đầu tiên trúng, nhưng Maple quăng quy ngược lại đe dọa và thoát về được. Thì tôi nghĩ từ trình độ bạch kim lên là các bạn có thể đánh như Blanc trong khoảng thời gian vừa rồi. Tức là rừng đối phương lộ mặt ở đường dưới, thì bạn sẽ tiến vào khu vực nửa trên bản đồ, chắc chắn không có ai ở đó cả để có thể tranh giành với bạn. Bạn cướp bãi chim biến dị là một trong những bãi quái rừng quan trọng nhất trong khoảng thời gian đầu, và bạn cắm được một con mắt trở lại vào đó. Thì bởi vì đối phương không có bãi chim biến dị, đối phương không có cách nào phá được con mắt ở cái bụi cỏ đó cả. Kiểm soát lượng tầm nhìn rất lớn, Faker không làm choáng thành công, anh ta bị làm chậm. Kasa có mặt làm chậm rồi, sóng âm mà trúng là Faker nằm xuống, sóng âm trúng Faker phải nằm xuống chiến công đầu cho Flash Wolf. Và rõ ràng Kasa anh ta rất bình tĩnh khi giữ lại sóng âm của mình, không dùng quá sớm để Faker có khả năng dùng tốc biến. Mà một khi mà Castubia đã không còn tốc biến, anh ta tốc biến vào rất gần ở vị trí mà chỉ có thể dùng ngay vào người, bạn không thể nào né được cả. Và chiến ông đầu đã có trong tình huống mà chính Faker đã tự tạo tình huống cho bản thân mình. Và chúng ta có thể khẳng định rất rõ ràng rằng không chỉ Faker mới có khả năng mà quay người lại né hóa đá, Maple cũng có thể làm được. Anh ta lao lên, anh ta lách nhẹ người qua, Faker không hóa đá thành công trong một tình huống mà anh ta có ý định đọc, anh ta đọc ý định của Maple nhưng thất bại, và cái giá phải trả là Faker nằm xuống chiến công đầu cho Kasa. Ý đồ của Faker nghĩa rằng thấy Maple chỉ bị tung chiêu cuối, nghĩa là anh ta cũng bị dính chiêu cuối nhưng anh ta sẽ có một thời gian dồn sát thương. Nhưng không, Maple đợi khi mà cú chiêu cuối Faker tung ra thì anh ta mới trả sát thương ngược lại. Và hai phép hỗ trợ cùng trao đổi khu vực giữa thêm tốc biến Kasa, nhưng rõ ràng là vô cùng lời khi bây giờ có được chiến công đầu xuyên suốt một khoảng thời gian mà Kasa đã bị cướp rừng hoàn toàn từ Blanc. Bây giờ cái lượng sát thương anh ta được bổ sung thì cái sức ảnh hưởng của anh ta sẽ được gia tăng thêm một khoảng thời gian ngắn. Chính xác là như vậy, một lượng sát thương tăng lên rất nhiều khi mà búa chiến câu phiêu xuất hiện trong người của Kasa, và độ nguy hiểm của anh ta sẽ tăng lên. Với lượng tiền có được từ chiến công đầu đó, Kasa mua búa chiến câu phiêu, mua được thêm một con mắt tím và chuẩn bị giành lấy quyền kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực đường giữa. Chúng ta hãy xem lúc này xung quanh khu vực đường giữa, Frostwolf đang có lợi thế, họ cắm được một con mắt phòng ngự ở phía phần rừng bùa đỏ của mình, ở bụi cỏ phía trước khu vực bùa đỏ. Maple đang giữ được một con mắt ở bụi cỏ hông gần khu vực hang rồng. Kasa đang cầm con mắt. Thì trong khoảng thời gian sắp tới, SKT sẽ phải, nếu như muốn giữ được sự an toàn cho Faker, họ phải đưa người ra trước khu vực hang rồng để giành tầm nhìn. Nhưng mà liệu có được hay không đây? Kasa bắt đầu di chuyển ra đường giữa rồi. Có khả năng đối mặt hai người với nhau, ngập tức Kasa cắm mắt bị phát hiện, và từ nãy giờ trừng phạt của Blanc hầu hết được dùng để việc trừng phạt bãi chim biến dị và cố gắng kiểm soát nhìn xung quanh khu vực đường giữa. Đó là điều rất cần thiết vì tốc độ dọn rừng của Olaf thật ra cực kỳ nhanh chóng, nên bạn phải hỗ trợ tối đa, đặc biệt khi mà Faker đã không còn được đó là tốc biến được, tốc hành có thể được dùng, nhưng những cú làm choáng từ Aurelion Sol đôi lúc bạn rất khó kiểm soát, và khả năng kết hợp tốt từ Lee Sin khi mà hỗ trợ như con mắt. Còn ở khu vực đường dưới thì ta không được xem quá nhiều khoảng đã. Enel gặp một
tiếng nguy hiểm, mất lượng năng lượng ấy. Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng hiện tại đến từ NL là anh ta phải ăn lính thật sự tốt khi dưới trụ và tránh những khả năng kém máu tốt đến từ Bang và cả Wolf. Và Faker bị tấn công sóng âm. Kasa vừa rồi tôi tưởng anh ta quy trừng phạt để quy đó trúng, rất tiếc là Kasa không có trừng phạt trong tình huống vừa rồi. Faker né làm chuyện của Maple. Đường dưới thì thật ra trong một kèo 2-2 mà hai đội chọn cái cặp này thì nó sẽ chỉ có biến nếu như một bên có rừng xuống hoặc hai bên có rừng xuống hoặc là có người thứ ba can thiệp. Chứ đánh 2-2 với CV cách liên hai bên chỉ có farm thôi chứ chẳng làm gì cả. Thì trở lại với vấn đề các trận đấu của SKT, hay nói một cách rộng ra các trận đấu của những đội nào mà đánh xoay quanh đường giữa nhiều kiểu như SKT nè, TSM nè, thì các bạn sẽ nếu như muốn phân tích hoặc chiến thuật và cái độ hay của các đội thì nó sẽ là việc đội nào giữ được nhiều tầm nhìn hơn xung quanh khu vực đường giữa và tìm những khoảng trống về tầm nhìn của đối phương để khai thác khu vực đường giữa. Tạm thời tôi thấy rằng đang hòa nhau. Ngay cái thời điểm mà hồi nãy tôi nói rằng Black Wolf đang có lợi thế với hai con mắt tím, ngay lập tức con mắt tím phía trên của họ bị phá. Sau đó thì Blank có mặt ở đó phá liên tục ba con mắt bằng một nội tại chim biến dị, trong đó hai mắt thường một mắt tím ở phía nửa dưới của khu vực đường giữa. Thì hai đội đang rất là cân bằng trong việc kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực đường giữa này, nhưng khi có Wolf can thiệp thì lại khác. Hai con mắt vừa được cắm bởi SKT và thật ra họ thấy được cái hướng di chuyển xuống khu vực đường dưới khi mà từ nãy giờ tấn công vào trụ khá nhiều, nên SKT phần ở đó đã kiểm soát được ở nửa dưới bản đồ. Thì Đức cũng có thể có được thông tin khu vực đường trên khi mà anh ta đang đẩy liên tục vào trụ MD từ nãy giờ, nghĩa là sẽ không có cả hai người hạ gục lẫn nhau, nhưng cái khoảng cách về lính đang bắt đầu hiện ra 101 so với 80. Mặc dù có trang bị phòng ngự nhưng rất khó khăn cho MD. Còn con mắt được cắm hồi nãy, mắt tím ở đây đã tồn tại được khoảng thời gian khá lâu, hồi đó được phát hiện được những bước di chuyển, còn bây giờ lao vào cả hai bên sẽ đối mặt với nhau. Vấn đề là ai giữ được trừng phạt từ Blank. Anh ta không có được con chim biến dị, nhưng vấn đề là anh ta sẽ có nội tại trước so với đối phương và vẫn phá mắt đảm bảo sự an toàn, không cho đối phương cắm mắt vào rừng. Và chỉ có một điểm hạ gục sau 12 phút, nhưng rõ ràng cuộc chiến tầm nhìn đang rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng, không ai nhường nhịn ai cả. Wolf di chuyển vào rừng đối phương, qua khoan đã, Faker bị bắt đá về phía lòng phủ làm choáng, Faker vẫn bị làm choáng, chiêu cuối chưa đủ sắc hơn, ta quay lại hóa đá, không hóa đá được ai cả, Faker sẽ phải nằm xuống chắc, anh ta né được những vòng sau, Maple bắt vào vẫn có điểm hạ gục, trụ bắn ta một phát nữa chưa đủ sắc hơn, và Faker nằm xuống lần thứ hai, cú quy cũng lăn trúng nhưng không thể nào truy đuổi Lee Sin được, Blank quyết định đổi hướng, truy tìm Maple. Cách mà Maple sống ở trong tình huống này là bay vào trụ, anh ta sẽ tự sát thành công, và Maple không cho ai có tiền lẫn kinh nghiệm cả, nhá logo trước khi nằm xuống. Đó là một điều rất dễ hiểu mà thôi, nhưng phải nói rằng Faker vẫn rất ghê trong tình huống vừa rồi. Anh ta lượn giữa những cái vòng sao, và tôi vẫn nhớ đó là những cái trò chơi khi mà bạn chơi những game khó nhất, khi mà liên tục những cái vòng xoay bạn phải nhích lên sau đó nhích xuống. Như khoan đã, tốc độ chuyển gia tăng, một góc đá không thực sự đẹp lắm đến từ Kasa, những sát thương vừa được dồn vừa đủ. Như thế nhìn đây, ta lướt lên sao, ta là lướt lùi về, và cái khoảng cách để cách mà ta né, những cái tốc độ di chuyển gia tăng từ mặt bùi phải đá không bùi dưới đường dưới, cọc lăng xuất hiện và đã có một điểm hạ gục dành cho bên phía của SKT, nhưng Blank có thoát được không, có ta thoát được, chiêu cuối của FMD tung ra nó chỉ trúng vào bang mà thôi, và đó là điểm hạ gục vừa rồi, là điểm hạ gục dành cho Wolf. Tôi chỉ thấy rằng NL tự sát nhảy vào trước mặt Wolf với một cú Kingman ra kết hợp nổ hỏa, và thôi vì cái đó là cú tốc biến cực kỳ khó hiểu từ NL. Tôi nghĩ rằng nếu thà bạn đã chấp nhận nằm xuống thì bạn đứng yên tại chỗ, giữ tốc biến ở đó, khi đối phương lần sau có xuống một lần nữa thì bạn có tốc biến lời hơn rồi. Quay đầu vào Kasa tìm được lăng ở rừng, và đó là một tình huống mà Kasa đã đọc được cái con mắt nằm ngay đó, con mắt đến từ sọt ạt, khi mà trước đó Kasa sọt ạt di chuyển qua rừng đối phương và để lại con mắt. Con mắt 3 phút phải nói rằng có tác dụng giá trị vô cùng nhiều, và với lượng máu thấp không còn đó là tận thế rất là đông, không còn hoàng đá. Maple xuống xuống dưới, Maple đang đợi, Maple đang bay qua tường với tình huống bay của mình, nhưng đã có tốc biến bỏ chạy với SKT. Wolf đang bị giữ lại, bị ủi dính tường và Wolf sẽ phải nằm xuống, 4-1 cho Flash Wolf. Faker không thể di chuyển xuống kịp trong tình huống này, và chắc chắn khi mà MMD đã ở đây sẽ là một hỗn cố gắng ăn cái trụ sớm dành cho Flash Wolf. Và sự nhanh chóng của Flash Wolf khi là họ chuyển cặp đôi xạ thủ của mình và hỗ trợ lên khu vực trên, hoàng đá xem làm tình huống đây, ăn 7 người đã đứng biết về trong cái khoảng thời gian. Thật ra đó là Kasa đoán được vì đã thấy cái lượng mắt. Wow, Bang cố gắng phòng ngự một mình khi mà đối phương có hai người. SKT đang liên tục bị hủy diệt bởi Flash Wolf, bây giờ đã là 5-1 rồi. Sẽ không có đội nào bất bại. Sẽ không có đội nào bất bại được đi vòng bảng cả.
tốc biến có Đức khu vực trên chết vào vẫn hớt tung sát thương dồn vào, không thật sự là quá nhiều, nhưng hiện tại Đức với lượng trang bị này đúng là có sát thương, nhưng anh ta sẽ không có khả năng chống chịu. Còn Faker đang có hướng di chuyển đến khu vực trên, đây là lý do tại sao mà cả Enel và sau em phải lui về tình huống vừa rồi. Còn Maple, Kasa và AMD, rõ ràng đây là bộ ba giúp cho Flockwolf phải nói rằng thi đấu rất tốt trong tất cả các trận diễn đoạn vòng bảng. Hai trận đấu trước cả ba người thi đấu rất tốt, nhưng đến trận này phải nói rằng khi đánh giá thấp Kasa và AMD thì đã chứng minh phần đó đến Wolf và Bang đều phải nằm xuống. Thì thực ra điều này thì chúng ta cũng đã hồi nãy cũng đã nhắc nhẹ tới là trong cuộc chiến kiểm soát tầm nhìn này, thật ra bên phía Flash Wolf có được một chút xíu lợi thế, họ có những vị tướng vượt qua được địa hình. Ví dụ ở tình huống mà Kasa hạ gục lăng, anh ta cắm mắt vào hang rồng nhảy lên để đi qua lượng tầm nhìn ở bụi cỏ chặt ba để từ SKT, rồi Maple với Aurelion Son, anh khi mà anh ta dùng chiêu cất cánh đúng không, tung cánh cất cánh gì đó thì qua được tường. Wow. Và Faker không làm choáng được Maple, anh ta bị né được hết. Vẫn còn chút xíu tune này. Anh ta không làm choáng được, đó là Maple thì đỡ tốt, nhưng anh ta cũng có thể né được phần lớn chiêu thức của Maple. Tốc hành được gia tăng và sau đó chiêu của Maple không thực sự trúng, và chiêu cứu em đi đúng là có sát thương, có thể trúng được Faker nhưng cái tầm đã quá xa rồi, không thể tấn công được cả. Còn bây giờ trụ thứ nhất khu vực đường giữa đã có Warp và lăn ra phòng ngự. Bây giờ thì SKT bị dẫn trước 4 điểm hạ gục, nhưng chúng ta cũng chú ý một chút xíu đó là lượng tiền trên là thật ra nó không phải là nhiều lắm. Để xem 25.300 so với 25.800, cái nguyên nhân chính là do đây vua đi được đúng, anh ta có một giai đoạn đi đường hủy diệt MMD với 40 chỉ số lính chênh lệch ở đường trên. Nhưng thật ra cũng không quá khó cho Rumble chính xác kèo này đối đầu với lại đó chính là Bobby khu vực trên. Và vấn đề quan trọng hơn nữa chính là Plank đã lên từ rất sớm khu vực trên để cắm mắt và đảm bảo rằng Kasa sẽ không mặc khu vực trên, đồng nghĩa rằng kèo đấu 1-1 thì với một người chơi kỹ năng khoan đã Wolf dính sóng âm nhưng không thể nào bay vào đến từ Kasa. Chuyển về Đức, đó là với việc là Rumble đặc biệt là một người chơi thì đã quá quen khu vực trên tại Hàn Quốc thì không có lý do để tận thu kèo đấu mà đã đúng vô vậy. Cùng dễ dành cho anh ta rồi. Kèo hơn có rừng lên sớm cắm mắt để cho Lee Sin không găng sớm được thì đúng là Đức làm đúng cái nhiệm vụ của mình thôi. Anh ta hơn 40 chỉ số lính, nhưng nói chung là đúng nhiệm vụ là 15-20 chỉ số lính là cũng ok, nhưng mà đúng nhiệm vụ xong 40 chỉ số lính thì Đức cũng làm khá xuất sắc giai đoạn đi đường của mình. Vấn đề là Flash Wolf đang có lợi thế rất lớn, ít nhất là về mặt tâm lý thi đấu. Và để xem điểm hạ gục, hơi xui một chút xíu. Hơi xui một chút xíu. Tôi không bao giờ là người hâm mộ của những tình huống mà Lee Sin ăn điểm hạ gục quá nhiều trong khoảng thời gian đầu. Ok, chiến công đầu, điểm hạ gục tiếp theo, hai là ngon rồi. Nhưng mà đội của mình có 4 điểm, 5 điểm hạ gục và Lee Sin lấy 4, không tốt một chút xíu nào cả. Nếu nó như kiểu trong phải nói trước chính là dùng hết Aurelion Son thì đó sẽ là sự khác biệt khi cái lượng sát thương nghe ra tức thì. Còn với Lee Sin thì bạn phụ thuộc vào những cú sóng âm và phải lao vào như thế nào đã. Còn anh ta đang phải nói rằng rất là khô máu khi mà lên chuẩn bị sẽ là truy game Morteus. Nó sẽ băng vào, anh ta đứng đối đầu với là Faker, anh ta bị được kích hoạt, anh ta vẫn tiếp tục tấn công được khả năng hồi phục. Và đối đầu với là đút thêm cái là Faker, đó chính là điều sát thương theo thời gian. Có nghĩa đồng nghĩa việc Kasa sẽ có khả năng tự sống sót trong tình huống mà anh ta bị dính sát thương của những người này. Và bởi vì anh ta phải lên truy game Morteus bởi vì anh ta đã quyết định là lên giày là giày Ionian thì phải bù lại lượng kháng phép bằng một cái gì đó. Và chắc chắn cái trang bị kháng phép duy nhất mà Lee Sin có thể lên ở trong giai đoạn sớm như thế này là cái kiếm răng cưa mà thôi. Đó là cách lên trang bị của Kasa. Bây giờ SKT đang làm gì đây? Họ bắt đầu điều quân ra khu vực đường giữa cố gắng giành lại quyền kiểm soát cho Faker. Bây giờ có Wolf đứng hỗ trợ phía sau lưng, có Plank đang... Plank nãy giờ anh ta sống trong cái bụi đó luôn. Anh ta muốn chắc chắn rằng SKT phải giữ được tầm nhìn ở trong cái bụi cỏ trước hang Baron. Vì thực ra khi mà Enel đó là Kalin khu vực trên thì nếu bạn không phát hiện kịp thời thì có thể chuyển từ rừng ở gần trước hang sư giả khai nấc lên khu vực trên là cực kỳ nhanh chóng. Nên anh ta bắt buộc phải đảm bảo rằng sự nguy hiểm sức ép là vừa đủ, nhưng bây giờ không thể nào vừa đủ, không thể nào có đó. Khả năng kiểm soát được khi bù xanh xuất hiện cả. Đúng vậy, bạn phải lui vào hỗ trợ cho rồi Faker mất tầm nhìn, nhưng Faker tốc biến được tình huống hút của Sogak. Ta không phải là PSN. Trong lần đầu tiên PSN ở đầu với là Mata thì cú hất tung đã khiến cho PSN nằm xuống, và bây giờ sự tỉnh táo vẫn còn của Faker. Và bây giờ thì Blank quay lại chơi luôn, không có bệnh gì cử cả. Họ biết rằng vừa rồi thì Alistar đã mất tốc biến cho nên sẽ Sogak sẽ không đánh một cách hổ báo được. Và mặc dù là rất nhiều những tình huống 6 điểm hạ gục, nhưng tôi vẫn thấy rằng cái cuộc chiến tầm nhìn nó là thứ
sôi động nhất và đáng xem nhất. SKT vừa mới đặt hai con mắt tím ở hai bụi cỏ ở sông đó, ngay lập tức Flash Wolf lao thẳng vào hai người, mỗi người phá một con mắt tím, đi vòng tiếp ra phía sau lưng tấn công Faker. Và mặc dù không có điểm hạ gục, nhưng đó là nguồn tài nguyên Faker vừa bị lấy đi, anh ta không còn tốc biến. Nhưng thật ra sau đó thì Blank cũng dùng cái máy quét nâng cấp của mình và di chuyển vào lại hai cái bụi mà Flash Wolf cắm mắt, và tiếp tục phá mắt trong cái việc mà di chuyển ở khu vực đường giữa ngay thời điểm mà đã có mặt sau ảnh phía sau lưng. Nghĩa rằng thật ra điểm hạ gục 6 sau 20 phút đó không phải là một con số quá ấn tượng. Chính xác. Nhưng tôi khẳng định rằng số con mắt mà cả hai đội đã cắm chắc không phải quá 20 mấy. Con số khủng khiếp khi mà liên tục cắm mắt, liên tục phá mắt lẫn nhau, và đến từ mắt của thấu kính và mắt đến từ trang bị đi rừng của Kasa, và thêm cả đó là Blank nữa. Bây giờ tôi nghĩ rằng nhiều người đi rừng ước gì mà cái Oracle nó trở lại như hồi trước. Khỏe biết bao nhiêu cái thời mà SKT lên ngôi vô địch. Với việc kiểu như bạn có được 3 điểm hạ gục, bạn lên trang bị chống chịu của Oracle mà đi hết từ đầu lên trên. Thậm chí là sau cái chiến công đầu, nếu như hồi đó hồi trước đó, cái chiến công đầu đó là chắc chắn rừng về mua Oracle và đi vòng vòng phá mắt rồi. Tôi không cần, thậm chí tôi không cần thêm điểm hạ gục luôn. Bởi vì với việc kiểm soát được tầm nhìn, cái lợi thế về tầm nhìn sẽ được chuyển hóa thành tiền rất nhanh. Nếu như bạn là một người biết cách chơi thì nó là như vậy. Và cuộc chiến tầm nhìn quá khủng khiếp. Bây giờ SKT giành được quyền kiểm soát tầm nhìn ở nửa trên bản đồ để cho... À không, Flash Wolf giành được quyền kiểm soát nửa trên bản đồ về mặt tầm nhìn để cho NL đang được farm lane với Kathleen. Trong khi đó SKT giành quyền kiểm soát tầm nhìn ở nửa dưới bản đồ để chuẩn bị để set up và để tiến hành pha ăn rồng đầu tiên của mình. Và họ đã ăn thành công. Hai bên đánh cực kỳ chắc kèo về việc là mắt ở đâu chúng tôi đánh xoay quanh của đó. Maple bị giữ lại đến từ... Wolf đó là Wolf. Và nhưng... tốc hành thì không thể nào giúp Maple khác là cả, nhưng ít nhất là an toàn mốt nửa lượng máu, chỉ có hai người phòng ngự khu vực giữa mà thôi, nhưng đó là bốn người của SKT, hơi nguy hiểm một tí. Vì sao An anh chỉ có mỗi chiêu cuối mà thôi, ta đang đi vòng phía đằng sau cắm những con mắt cho em đi dịch chuyển. Bây giờ đi ra thì cái trụ đã mất hơn đó là 3/4 lượng máu rồi. Trong cái cách mà SKT khi mà họ kiểm soát được con rồng đầu tiên của trận đấu, đó chính là việc họ đi xuống khu vực đường dưới để cho em đi đẩy được rất cao, và em đi lui về thì không còn người nào khu vực đường dưới cả. Sót ạt lãng vãng ở nửa trên bản đồ thì trống trải hoàn toàn, và SKT rất dễ dàng có được con rồng đầu tiên của ván đấu. Liên tục là những tình huống xoay quanh tầm nhìn của cả hai đội. NL đã bị buộc phải rút lui khi mà đốt tiến lên khu vực đường trên để giành lấy quyền kiểm soát cho SKT. Và khi một đường của bạn đã đẩy lên cao, đối phương buộc phải đi về, đó là thời điểm mà những khoảng trống về mặt tầm nhìn cần phải được giải quyết. SKT di chuyển về phía khu vực sông trước của hang Baron. Vừa rồi là có cái nội tại chim biến dị của Blank để phá được một con mắt, và họ lại ăn được thêm con cua nữa để giữ tầm nhìn trước khu vực hang Baron. Và luôn luôn là cả hai người đường chỉ trừng phạt bảy chim biến dị mà thôi. Kasa cũng phải dùng điều đó để có thể di chuyển qua, không muốn cho đối phương để có thể kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hang Baron. Vì thật ra với đội hình này của SKT, họ khả năng Baron ăn cực kỳ nhanh chóng, có thể mất cái trụ chiếc khu vực giữa, nhưng đó là với Casuvia, với CV tốc độ đánh được gia tăng và thêm cái khả năng chống chịu tốt Olaf. Và đây không nhường nhịn nhau tí nào cả, cắm con mắt muốn phá thì ngay tức chúng tôi sẽ có mặt tức thì chỉ để phá con mắt tím mà thôi. Khẩu hiệu của trận đấu này giữa SKT và Frost Wolf rất đơn giản: tầm nhìn còn là mạng, còn tầm nhìn không có là đi bụi, cho nên là bằng mọi giá những con mắt phải được giữ lại. Và tạm thời trong khoảng chừng 45 giây vừa qua, Flash Wolf thắng trong cuộc chiến tầm nhìn xung quanh khu vực đường giữa. Các bạn hãy đếm những con mắt màu đỏ xung quanh đường giữa đi. Tôi đang đếm giùm các bạn 1, 2, 3, 4, 5. Thêm con mắt tím này nữa là 6, một con mắt tím kia nữa là 7. 7 con mắt xung quanh khu vực đường giữa. Nhưng phần đó lý do, đó là do SKT đã bỏ một khoản đầu tư vào con rồng đầu tiên của ván đấu. Thì họ chấp nhận thua thiệt, nhưng bây giờ họ đang lùi lại chơi an toàn, của Đức đang lùi về. Cộng với là cả Faker hướng lên khu vực trời để phòng ngự, thì sau một khoảng 1-2 phút thì có khả năng đẩy lính ngược lên trở lại, sau đó họ sẽ chuyển vào để cùng nhau cắm mắt. Vì Blank và Wolf lúc nào cũng đi chung với nhau cả để đảm bảo an toàn. Với Wolf chống chịu, Blank chống chịu, Wolf đội chuyển gia tăng trong đội của mình, thì cả hai sẽ cùng bật máy quét nâng cấp và phá mắt thay phiên lẫn nhau, cộng với lại nội tại bảy chim biến dị. Và mắt tím đã có hai con trong người để đảm bảo sự an toàn tối đa, rằng không có bất kỳ tầm nhìn bây giờ. Hãy nhìn ở bù xanh của SKT, không còn mắt nào của Flash Wolf cả, đã xóa sạch hoàn toàn nhìn của Flash Wolf ở bù xanh SKT. Sóng âm trúng của Kasa nhưng chắc chắn không hào bay vào trong tình huống này. SKT giữ được con bù xanh của mình. Trong những gì vừa diễn ra trong 25 phút rồi, tôi nghĩ rằng người vui nhất, chính xác là hai người vui nhất là Kuma và Benji. Flash đã lớn lên rất nhiều rồi, anh ta gần như là gần tốt nghiệp cái khóa kiểm soát tầm nhìn mà Benji và Kuma đã truyền dạy trong khoảng chừng hơn một năm qua. Thì đó, về trang bị đi
nâng cấp rất sớm trang bị rừng cắn mắt, làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong việc là luôn luôn, mặc dù không hẳn là thắng nhưng ít nhất là không bao giờ thua trong việc kiểm soát tầm nhìn trước bên phía của Flash World cả. 5 điểm hạ gục của bên phía Flash World, 1 điểm là pha xử lý rất tệ của Bang khi mà cố gắng giữ trụ hai người của đối phương tấn công, còn lại đều là những tình huống mà bởi vì đối phương dùng kỹ năng để vượt địa hình chứ không phải là do lỗi tầm nhìn của SKT. Còn hãy nhìn đến cách mà anh em thiết lập những cái bẫy vừa rồi, khi mà anh thấy tất cả đặt bên phía mạng phải tránh việc lan đi thẳng vào để có khả năng tấn công, và anh ta thật ra khu vực giữa anh ta đứng ở gần trụ không có việc gì nguy hiểm cả, mà tầm nhìn bên phía mạng trái đã không còn của Flockwop nữa, nhưng con mắt tim được cắm ra và Flockwop vẫn phải đang đợi, vì một khi bạn muốn cắm mắt tim thì bạn phải để lính vào trụ của đối phương để cho đối phương có khoảng thời gian để phòng ngự, thì bạn sẽ có khoảng trống để vừa cắm mắt và vừa phá mắt chứ đối phương không có tầm nhìn. Chứ nếu bây giờ đang đứng ở phòng ngự bạn cắm con mắt, đối phương vẫn di chuyển ra phá mắt và bạn vừa tốn tài nguyên mà lại không có tầm nhìn. Nên những con mắt tím trên người của Flockwop từ nãy giờ họ vẫn phải đang đợi để cắm được, họ rất muốn cắm nhưng không thể nào cắm sau khi mình muốn lui về được cả. Cái một điểm mà Flockwop đang phải chịu đó là họ đang bị yếu hơn hẳn ở chỗ của Đức, đúng vậy, chỗ của Đức và MMD, bởi vì Đức trang bị của anh ta chênh lệch quá lớn và anh ta đang đẩy rất mạnh mẽ, trong khi đó MMD anh ta không có giáp lửa, với găng tay băng giá tốc độ đẩy của Bobby thật sự là khá là yếu, cho nên là nãy giờ hai đường cánh của bên phía Flashwolf họ chỉ có một người đẩy tốt mà thôi, đó là NL, nhưng mà NL thường xuyên bây giờ phải chuyển ra khu vực đường giữa để giữ được cái trụ một đường giữa, là cái mỏ neo, các bạn cứ tưởng tượng cái trụ một đường giữa là cái mỏ neo để bạn giữ lại quyền kiểm soát của trận đấu, thì NL bây giờ phải liên tục có mặt ở đó, cho nên là hai cánh của bên phía Flashwolf sẽ bị yếu ở khoảng đẩy và cái trụ một đường trên của Flashwolf đang bị đe dọa nghiêm trọng mỗi khi mà SKT đưa được người lên khu vực đường trên đó. Đây, SKT đang hướng về khu vực nửa trên bản đồ, họ mà lấy được cái trụ một đường trên này họ sẽ có thể có khoảng trống dồn sức lại vào cái trụ một đường giữa của Flashwolf để chặt đứt cái dây nối mỏ neo của Flashwolf ở vị trí này, cho nên Flashwolf bằng mọi cách giữ được cái trụ một đường trên càng lâu càng tốt. Và hai cái trụ này chính là hai gông kìm đảm bảo cho an toàn khu vực bùa đỏ, họ sẽ không bị tấn công quá nhiều, và một khi một cái trụ sẽ mất thì SKT rất dễ dàng di chuyển vào bùa đỏ, cắm mắt sâu vào rừng của Flockwop và kiểm soát vào đó khu vực bang Grand Baron hiện tại. Và bây giờ với cuộc chiến tầm nhìn thì rất khó là bạn chiến thắng đội Hàn Quốc, phải khẳng định là như vậy. Bây giờ hãy nhìn cái phần kiểm soát tầm nhìn mà SKT họ để, nghĩa rằng họ sẽ không cho Flockwop cắm mắt quá sâu vào rừng của mình, chỉ có mắt của họ cắm vào rừng của đối phương mà thôi. Còn những con mắt mà Flockwop cắm nó đều bị phá bỏ gần như là tức thì, và kiểm soát tốt tầm nhìn biết đối phương đang ở đâu. Đối phương đang vẫn phải mất tim mình cắm 75 đồng có được con rồng thứ hai của ban đầu. Flashwolf phải nói rằng rất nỗ lực, phải nói tôi thật sự khen cái khả năng đấu tầm nhìn Flashwolf trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng rất tiếc tôi tin rằng không phải là do hoàn toàn là do họ đánh yếu hơn trong việc kiểm soát tầm nhìn. Cái vấn đề chính là cái việc mà MMD đang bị đẩy quá sâu về phía phần sân của mình, nó tạo khoảng trống để cho bên phía SKT khai thác vào những điểm đó. Anh ta bây giờ thua tới 60 chỉ số lính so với lại Đức, và chính vì điều đó họ đã mất cái trụ thứ hai. Pha dịch chuyển của MMD, con mắt tím cầm trong mũi, Faker bị ụ dính tường, Wolf có mặt để hỗ trợ, Faker không thể nào tỉnh lại sau tình huống làm choáng tốt đến từ bên phía Flash Wolf. Wolf cũng phải tốc biến bỏ chạy, Maple tốc biến lao theo, Wolf đứng lại gần để tránh bị vòng sao đốt, nhưng mà MMD lao tới cố gắng đã một tình huống làm chậm sau tình huống ném khiên với găng tay băng giá, và Wolf đi xa tường nhưng vẫn bị đẩy dính tường. Maple là người có điểm hạ gục, 7-1 cho Flash Wolf. Baron và SKT đang đứng trước nguy cơ phải cố gắng giành giật con Baron này của Flashwolf. Blank có chiêu cuối, anh ta có thể băm bữa vào đội hình của Flashwolf để cố gắng cướp con Baron này. Bang cũng có mặt ở đây đạp bớt bẫy cho Blank dễ lao vào. Blank bật chiêu cuối, tại sao lại bật sớm đến như vậy? Chính một cái bẫy đến từ NL, bây giờ Baron còn 5.000 máu nhưng Flashwolf họ thật sự đang muốn tấn công. Sọt ạc sẽ đẩy Blank ra, anh ta bật chiêu cuối lên, MMD tung chiêu cuối và đã đẩy được Blank ra. Baron dành cho Flashwolf, Bang cố gắng đánh vào những người còn lại Flashwolf ở đây nhưng không thể nào được. Sọt ạc tốc biến để giữ bộ lợi ra Baron cho đội của mình và Flashwolf vươn lên dẫn trước rất mạnh mẽ. Và khi bây giờ Kasa có tình huống đã sống âm nhưng vẫn phải chỉ an toàn lui về mà thôi. Còn Bang đang cố gắng ra khu vực đường giữa tận dụng lúc và thời gian đối phương lui về để thật nhanh vào, nhưng không thể nào để tiếp tục được nữa cả. Và trong tình huống lên khu vực trên, con mắt vừa dịch chuyển ra phía sau lưng thì cặp đôi của Flockworm đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Faker ta đã có thể tốc biến né cú làm choáng vừa rồi đến từ AMD, nhưng một lần mà bạn không tốc biến thì cái giá phải trả phải nói rằng vô cùng lớn. Và Maple biết được rằng lợi thế khi đó phương mất đi hai người, 5-3,
ba người không thể nào chiến thắng hay có bất kỳ cơ hội được cả. Và sau khi dứt điểm thành công được hai người, thật ra đó lúc họ tấn công Byron, nếu đối phương lao vào họ sẽ dứt điểm cả năm người. Cú đá của Kasa và Wolf phải nằm xuống, một tình huống dâng tới tận miệng và NL chẳng có lý do gì để chê điểm hạ gục vừa rồi cả. 8-1 với lợi thế bù lợi Baron, thì lúc này bên phía của Flash World họ muốn tận dụng bù lợi Baron ở cả ba đường. MMD không có dịch chuyển nhưng mà đã đẩy tới được trụ hai đường trên rồi, và khả năng di chuyển nhanh của Apple sẽ được tận dụng trong tình huống này để cho Flash World giữ sức ép ở trên toàn bản đồ. Sức ép sẽ có rất lớn nhìn cho Flash World, vấn đề là Apple để được đến đâu mà thôi. Và một khi mà không có phép cơ khu vườn giữa thì cái tầm tấn công hạn chế từ bang bây giờ sẽ hiện hữu rất rõ khi đối đầu với lại Caitlyn. Phá mắt ở phía sau, tránh đối phương biết được sọt ạt có khả năng di chuyển ra tình huống tấn công bất ngờ. Và một khi mà lính đã vào trụ, bang hiện tại anh ta lên kiểu trang bị để muốn có khả năng gây sát thương lớn thì tốc đánh bị hạn chế, gần như là không thể nào dọn lính quá dễ dàng, chỉ phụ thuộc vào nảy bật mà thôi. Nên NL hãy nhìn sức công phá trụ rất tốt được dành cho Flashworm. Và chỉ cần một tình huống mà SKT không kiểm soát được tầm nhìn mà thôi, cái con mắt tím ở trong bụi cỏ đã khiến cho họ phải trả một cái giá cực đắt. Nhưng bây giờ họ đang muốn giành lại quyền kiểm soát. Kasa bị bắt, nổ lông cước không thể nào giúp anh ta thoát được và không kịp dùng nổ lông cước. Đó là điểm hạ gục mới chỉ thứ hai thôi dành cho SKT ở trong trận đấu này. Anh ta đang tìm một cách nào đó để đá ngược vị trí của đối phương về, nhưng thật ra trước đó anh ta đã bị dùng cái hộ thể của mình để rút lui ra khỏi cái phần tấn công của Wolf rồi. Nên những thành viên của SKT giữ khoảng cách vừa đủ khiến cho Kasa không thể làm bất kỳ điều gì cả. Và mất đi một người, bù lại Baron sẽ phải tốn một khoảng thời gian không thể nào tận dụng được khi Kasa nằm trên bảng. Và đây là một trận đấu mà một lần nữa chúng ta phải nhắc một cái đặc điểm của Flash Wolf, đó là họ vẫn đánh giai đoạn đầu rất tốt. Từ đầu cho đến thời điểm này họ luôn luôn là người dẫn trước về tiền so với SKT. Đó, điều tôi muốn nói khi nãy, khi mà họ vẫn tiếp tục dự đầu nhưng cái kết quả mang lại cuối cùng là có như thế nào? Khác hay không? Họ dẫn trước AMA xuyên suốt một khoảng thời gian trước khi Avalanche trừng phạt được con rồng ngàn tuổi. Họ dẫn trước lâu nào khoảng thời gian rất dài của ván đấu và bây giờ họ vẫn tiếp tục dẫn trước SKT. Thì vấn đề là cái cụ thể hóa vấn đề cuối cùng của Flash World là như thế nào, vì đúng cái thông số bạn dẫn trước 97 tổng số 117 phút và bây giờ có thể cộng thêm thành 127 phút trong tổng số hơn 100 phút gì đó. Nhưng cái kết quả cuối cùng bạn nhận được nếu là một trận thua nó rất đáng buồn nhìn cho Flash World. Rõ ràng như vậy, chúng ta biết được rằng trong những kèo đối đầu trực diện như thế này thì bạn có thể làm rất tốt hùng hục cả 60-70 phút, nhưng mà tới cái tình huống dứt điểm lại không lên tới được tình huống cuối cùng, không đem lại chiến thắng cuối cùng, thì nó cũng 70 phút hùng hục trước đó của bạn cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nó là đổ sông đổ biển, thậm chí nó còn gây đem sự ức chế cực kỳ lớn nữa. Thì Flash World phải bằng một cách nào đó ở trong ván đấu thứ ba này, trận đấu thứ ba này của họ tại vòng bảng chung kết thế giới này, họ phải dứt điểm được, họ phải cụ thể hóa được cái lợi thế mà họ tạo ra được trong toàn bộ thời gian của trận đấu. Tạm thời là họ vẫn đang khá là thành công với bù lợi Baron vừa rồi, thì họ giúp cho, tôi nghĩ cái điểm lớn nhất là họ giảm được cái sức ép mà MMD đang phải chịu. Nhưng vấn đề là hồi nãy trong một tình huống mà đụng nhẹ của Đức vào người của MD, chúng ta thấy rằng kéo được 1/3 máu ngay lập tức, bởi vì Đức bây giờ đồ nhiều quá. Thật ra một cái đầu điện của anh ta bây giờ 300 chất lượng khá là tốt, thậm chí là khoảng đã kỳ đã đồng 1-1 thì không có cửa đâu, tung chiêu cuối để đối phương về. Và điểm yếu hiện tại của MS tại chung kết thế giới này chính là cái khả năng mà họ đưa những tình huống quyết định để dứt điểm ván đấu. Ta có thể thấy được AQ dẫn trước EDG khoảng thời gian khá dài nhưng vẫn không thể nào thắng được EDG, khi mà những lợi thế đã có, khả năng tiếp cận và tấn công thì có, nhưng cái cách mà kiểm soát tầm nhìn hiện tại của SKT nó khiến cho Flash World rất ngại ra những quyết định, vì tầm nhìn không có ở phía sau, bạn không biết đối phương đang ở đâu cả, và con rồng thứ ba ván đấu nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa dành cho cả hai bên, vì trong gió trong tình huống mà lao vào và tiếp cận tốt từ SKT bây giờ làm chuyển vào bằng trước pha tấn công của em của Kasa. Sóng âm trúng dịch chuyển nhưng cái hướng này thì hơi xa và MMD sẽ không thể nào có một tình huống tạt cảnh thành công. Dịch chuyển rồi hơi chậm, nó phải nhanh hơn một chút xíu khi mà rồng vẫn đang còn, anh ta dịch chuyển xuống thì mới có một tình huống tràn ra đến từ bên phía của Flash Wolf, nhưng mà không thành công. Nhưng mà thôi, được con rồng đầu tiên thì cũng là ngon rồi. Và phải nói là rất khó dành cho Flash Wolf vì muốn dịch chuyển để tốt thì bạn phải có mắt ở phía sau lưng đối phương, nhưng không có cơ hội để có thể để lại những con mắt quá sâu vào rừng của SKT. Bật chiêu cuối và cả linh giáp tăng tốc rất nhiều, nhưng cú quy đầu tiên cũng lăn, không trúng cú quy thứ hai.
cũng không trúng, anh ta ném hai cái đùi heo và nó chẳng trúng một ai cả. Bayo chờ. Có tầm nhìn trừng phạt cướp thành công và họ đang giành được quyền kiểm soát khu vực giữa khi đối phương phải vào ba người ở khu vực màu xanh thì có được cái trụ thứ hai. Maple đang tung cánh xuống dưới và người được chọn là Đức và có cả sọt ạc nữa rồi giữa muôn trùng vây luôn. Đi rất xa phía sau để đảm bảo nó được. Đức làm gì đây? Anh ta không làm được gì cả. Sức mạnh của Aurelian Son một lần nữa lại được thể hiện với khả năng băng rừng vượt núi, tốc độ di chuyển cao của mình. Nhưng cực kỳ đáng tiếc dành cho Flower khi mà đợt lính còn rất xa. Nếu rực, nếu gần thì đã có thể cùng 5 người di chuyển tấn công trụ thứ hai khu vực đường dưới. 30 giây nữa con Baron xuất hiện. Đồng thời điểm đó Đức vẫn còn đang trên bảng đếm số thì Flockwop sẽ có cơ hội để tận dụng cái lợi thế về người, kiểm soát tầm nhìn ở hàng Baron. Nhưng Faker đang đi kiếm Kasa như vậy hơi khó thật không? Ngay cả khi mà anh ta phải làm choảng thành công thì mới hạ gục được Lee Sin của Kasa thôi. Chứ nếu như chúng ta phải nói là từ đầu đến giờ Faker chưa có một tình huống hóa đá nào cả. Chưa hóa đá được ai cả. Nghĩa rằng không bao giờ nhìn vào mắt Cassiopeia, nghĩa là rất khó cho Faker đứng rình sọt ngạc đi vào. Anh ta biết anh ta vẫn còn chiêu cuối cho nên anh ta chẳng sợ gì cả. Lăng đã buộc phải dùng chiêu cuối bỏ chạy. Kasa chặn đường cắm mắt và hết góc rồi. Lăng ơi, đã ngược về, ai là người ăn? Đó là NL. Rừng của SKT đã không còn, Baron đang ở trước mắt. Flashwarp chỉ có thế là lao vào, nhưng vẫn còn một cơ hội mong manh, cơ hội cuối cùng cho SKT ở trong trận đấu này. MMD đẩy Đúc rất xa ra khỏi khu vực hang Baron, và đây sẽ là con Baron thứ hai cho đại diện đến từ LMS. Và cái góc mà MMD đứng mà nó là cực kỳ thông minh khi mà không có thành viên nào của SKT nghĩ rằng người ta đứng ở đó cả. Và với một cú chiêu cuối mất dịch chuyển tôi Đức và chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả, thì bây giờ Flower sẽ tận dụng con Baron của mình như thế nào đây? Họ đang băng thẳng vào khu vực một giữa cửa. Khi mà đối phương chỉ có 4 một người. Cửa và bay vào hấp tung hai người và Maple tràn vào, Flashwarp tràn vào và bay sói ngửi thấy mùi máu. Tuy nhiên Đúc đang cố gắng muốn giữ lại hy vọng cho SKT. Kasa sóng âm hơi sớm, Đúc đã phải nằm xuống. Kasa là người có điểm hạ gục và mặc dù NL phải nằm xuống nhưng Flashwarp vẫn sẽ có cơ hội lấy được một cửa. Có được hay không? Không được rồi, Plank đã ra. Faker cũng sắp sửa hồi sinh lại. Bang và Flashwarp quyết định phải về. Bang có mặt trên bản đồ như anh ta là đi xuống khu vực dưới. Flashwarp không biết điều này nhưng thôi thì cứ chơi an toàn là tốt hơn. Anh ta vẫn nghĩ rằng NL nên đứng ở phía ngoài phá trụ thì sẽ tốt hơn rất nhiều vì cái lượng sát thương cách linh theo những frag thường. Thật ra anh ta thay dùng chiêu cuối kết hợp với lại Will là vừa đủ. Rồng ngàn tuổi này SKT hơi bị khó để kiểm soát. Ở đường trên đợt lính này khổng lồ, Đúc không có dịch chuyển. Ở đường dưới vừa rồi thì cái thông đạo Zeroth vừa bị phá, nhưng mà cái thời gian hồi nó cũng sẽ rất nhanh thôi. Tức là hai cánh SKT đang mất quyền kiểm soát, họ sẽ rất khó để có thể cạnh tranh con rồng ngàn tuổi sắp tới. Còn đây là tình huống mà sọt hạt cực kỳ quyết đoán, tốc tuyến hấp tung hai người trong đó Faker. Và Faker không thể làm được gì cả. Chỉ tiếc là Đúc đã có một tình huống đánh ngay vào đúng điểm cần đánh nhất. NL nằm xuống và Flashwarp không thể phá được cái nhà lính. Mà chỉ đó là trụ bảo vệ nhà lính mà thôi. Còn với NL thì có một sai lầm nhỏ, nhưng phải nói rằng cái thời điểm khi mà sọt ạc anh ta chọn để lao vào tấn công Wolf cộng với là cả Faker, hai người đứng chung một chỗ rất nhanh chóng và không thể nào kịp làm bất kỳ điều gì. Đây là thời điểm mà Đúc không có dịch chuyển. 1:30 nữa rồng ngàn tuổi ra, bù lợi Baron vẫn còn một chút xíu thời gian dành cho bên phía của Flashwarp và MMD nên bỏ chạy. Đây là một tình huống rất trọng yếu, anh ta tung chiêu cuối trúng vào Faker nhưng vẫn bị ba người truy đuổi theo. MMD có chạy được hay không? MMD chạy được bởi vì SKT phải lui về. Flashwarp kiểm soát bản đồ quá tốt, đối phương tràn ra đường trên, họ tràn vào đường giữa đe dọa nhà lính và họ giữ được tất cả mọi lợi thế của mình. Sau khi họ thấy vừa đủ thì họ sẽ di chuyển xuống khu vực dưới lấy cái trụ thứ hai khu vực dưới cùng với Maple đã có mặt sẵn từ nãy giờ rồi. Nếu là tình huống di chuyển tốt đến từ Flashwarp, không mất bất kỳ một người nào, không mất quá nhiều chỉ đường trên, lính vẫn tiếp tục để vào lớp giáp tạo ra. MD hoàn toàn chẳng sợ Đức là bao cả và những con lính vẫn đang cố gắng tìm cách tấn công vào lấy được một cái trụ thứ hai khu vực dưới. Và phải nói là cái khả năng phòng ngự của SKT vẫn rất là ghê, mặc dù Flashwarp làm được rất nhiều điều rồi. Cái lính vẫn còn khu vực giữa. Nhưng tôi tin với con rồng ngàn tuổi sắp tới, Flashwarp ăn được nó là họ sẽ dứt điểm được. Tôi nghĩ rằng họ sẽ dứt điểm được trận đấu này. Họ đã bị ức chế quá nhiều, họ đã bị chặn ở những giây phút quyết định quá nhiều. Đây là cơ hội tốt nhất của họ
để có thể có được chiến thắng đầu tiên và khiến bảng B này trở nên vô cùng căng thẳng. Và như đã nói, Đức dịch chuyển của anh ta vẫn chưa hồi lại 15 giây nữa, rồng ngàn tuổi ra. Anh ta bắt buộc phải di chuyển thẳng ra khu vực hang rồng. Và Maple đang bay thẳng vào đường giữa, anh ta có khả năng làm choáng toàn bộ màn hình. Nhưng rất tiếc là trong cái khoảng đó chẳng có ai bên phía của SKT cả. Bây giờ họ đang... Nhưng mà thật ra mục đích không phải là để hạ gục. Mục đích là đuổi SKT ra khỏi cái nhà lính và di chuyển về rồng ngàn tuổi. Cơ hội tiếp theo cho SKT, và cũng là cơ hội tiếp theo cho Flash Wolf giật lấy trận đấu này. Họ có rồng ngàn tuổi, họ sẽ thắng. Có con mắt được cắm phía sau đến từ Flash Wolf để phần ở đó phát hiện được. Nhưng bây giờ em đi đây có mặt sẵn ở đây rồi, đang sẵn sàng tấn công một lần tiếp cận vào Kasa. SKT không muốn tấn công vào rồng trước, và bây giờ em đi công việc của ta chỉ đứng từ đằng sau mà thôi, và tung một cú chiêu cuối, hãy đẩy Plank về, đó sẽ là công việc em đi cần làm. Bây giờ Plank đang cố gắng tiến vào Kasa hơn một cấp. Kasa có khả năng dùng sát thương tốt hơn với sóng âm vừa cương và trừng phạt. Faker bị dính một phát bắn, bắt phát bắt trúng. Rồng ngàn tuổi còn 2.800 máu, Plank vẫn ở tầm rất gần. Đúc tung chiêu cuối 1.800 máu, Plank lao vào không cướp được rồng ngàn tuổi. SKT đang phải bỏ chạy, Flashworm thì đang tràn lên. Maple né ngay khỏi tình huống Faker có ý định tung chiêu cuối, và Faker đã không còn chiêu cuối nữa rồi. Kasa bay thẳng vào, và đó là Faker nằm xuống. Maple người có điểm hạ gục, Đúc cũng đi theo. Hai điểm hạ gục cho SKT, họ tìm thấy điểm hạ gục thứ ba, double kill dành cho Maple. Và chiến thắng, tôi không nghĩ rằng Flash Wolf sẽ để mất chiến thắng này. Maple đã chặn đường về của Wolf, MMD đang giữ Wolf lại. Bang là người duy nhất còn màn hình có màu sau tình huống này. Và thậm chí là MMD sẽ là người một mình lùa Wolf ra khỏi nhà của mình, để ở phía trong chỉ còn một mình Bang mà thôi. Wolf vẫn cố gắng bỏ chạy. Công việc của anh ta sẽ là dịch chuyển con lính để tiếp cận và trụ bảo vệ nhà chính này một mình. Anh ta sẽ làm ngay thời điểm anh Hảo đang nói, hơi lỗi chút xíu dịch chuyển vào mắt, nhưng không sao cả. Sẽ là chiến thắng đầu tiên dành cho Flash Wolf tại chung kết thế giới 2016. Họ hạ gục nhà đương kim vô địch SKT. Và rõ ràng lần thứ 3 đối mặt SKT và có chiến thắng, thì phải nói rằng trong năm nay cả ba lần đối mặt SKT, Flash Wolf thật sự là trở thành một khắc tinh của SKT. Họ dẫn trước trong toàn bộ thời gian của trận đấu này, và Faker không có một tình huống chiêu cuối nào cả, bởi vì Maple anh ta đi trước Faker tới 3 bước ở trong trận đấu này, không một lần nào nhìn vào Faker trong mỗi lần anh ta tung chiêu cuối cả. Và Flash Wolf chiến thắng quá xứng đáng, họ đánh quá tốt. Và cái đội hình của bạn